khi tham gia chương trình thử thách thay đổi hình thể thì thực sự cái điều mà Hoa Quy suy nghĩ là mình phải luôn có những cái mục đích, những cái mục tiêu để mà mình theo đuổi, bởi vì chính cái điều đó nó sẽ thúc đẩy được cái sự phát triển của mình. Và cái điều quan trọng hơn là cái mục tiêu đó nó có liên quan tới sức khỏe. Hoa Quy nghĩ đó là một cái đầu tư lâu dài cho chính bản thân trong tương lai. Và đó cũng chính là lý do chính mà Hoa Quy tham gia vào cái thử thách mà thay đổi hình thể. Thời gian luôn là đối thủ nặng ký nhất. Hoa Quy là người luôn di chuyển nhiều, là người dành rất là nhiều thời gian trước camera, ống kính, máy quay và các sự kiện. Và cái điều này nó chiếm hầu hết gần như là một khoảng thời gian lớn của Hoa Quy. Mình không có ổn định được một cái chế độ ăn uống hay là một cái chế độ luyện tập. Mọi thứ nó không cố định, nó luôn bấp bênh. Đôi khi nó phá vỡ cái kế hoạch tập luyện của Hoa Quy. Hiện tại Hoa Quy vẫn đang cố gắng để mà có thể ổn định tất cả mọi thứ và duy trì được cái lịch tập luyện cũng như là cái lịch ăn uống. Adnan là một trong những cái hình mẫu mà Hoa Quy cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Ông ấy đã thực hiện được những cái điều mà mình muốn theo đuổi. Ông vừa làm diễn viên thể hình và ông còn là một chính trị gia, và bên cạnh đó ông còn làm rất là nhiều thứ. Đây là một cái hình mẫu làm cho Hoa Quy suy nghĩ đến cái sự bứt phá không giới hạn của con người, và cũng là một trong những cái hình mẫu làm động lực cho mình khi mà mình muốn một cái gì đó, mình có mục tiêu để mà theo đuổi nó. Huấn luyện viên hiện tại của Hoa Quy đó là Alan. Mình biết cả hai đều rất là coi trọng cái buổi tập luyện, cho nên là mình cố gắng hết sức mình để không có phí những cái thời gian mà Alan dành ra để luyện tập với Hoa Quy. Và thật sự cái chuyện này có hiệu quả. Mỗi tuần khi mà Hoa Quy đo lại cái chỉ số in body của Hoa Quy á, thì cái lượng cơ tăng, cái lượng mỡ giảm, và cộng thêm nữa là cái sự thoải mái khi mà làm việc giữa Hoa Quy với Alan, cả hai phối hợp rất là ăn ý. Luyện tập cũng khốc liệt, nhưng mà phải nói sao ta, giống như là khi mà mình đi tập gym á, là thường là có bạn bè tập chung là mọi chuyện nó sẽ gọi là hăng hái hơn và đạt hiệu quả cao hơn, bởi vì cái tinh thần của mình vào thời điểm đó nó cũng khác khi mình tập một mình. Hiện thời đã một tháng trôi qua và trong vòng 8 tuần nữa, mọi người hãy đón chờ xem cơ thể của Hoa Quy sẽ thay đổi như thế nào nhé. Và nếu như ai đang có đặt mục tiêu cho chính bản thân mình thì hãy cùng tham gia với Hoa Quy thay đổi thể của mình. Đặt mục tiêu và đạt mục tiêu. Get go. Trở nên sexy và amazing.